Deco văn phòng Tết là một phần trang trí quan trọng, đem đến hy vọng về một năm mới đầy thành công và thịnh vượng cho phía doanh nghiệp công ty. Việc trang trí Tết văn phòng làm việc không chỉ mang đến cảm giác mới mẻ, mà còn là dịp để mọi người chung tay trang hoàng, thúc đẩy tinh thần đoàn kết và chia sẻ niềm vui mùa xuân trong môi trường làm việc. Có thể thấy trang trí Tết 2024 cho văn phòng giúp tạo khí thế làm việc tích cực, thêm giá trị cho không gian văn phòng trong dịp Tết, góp phần thúc đẩy tinh thần đoàn kết và chia sẻ niềm vui mùa xuân. Vì sao trang trí văn phòng Tết 2024 được nhiều công ty chú trọng? Ý tưởng trang trí Tết cho văn phòng làm việc đẹp, độc đáo, giúp tạo không khí và cảm giác tươi mới, phấn khởi cho nhân viên và gây ấn tượng với khách hàng trong dịp Tết Nguyên Đán. Trang trí văn phòng Tết ở Việt Nam đang trở thành một nét đẹp Tết phổ biến của nhiều công ty và tổ chức vì không chỉ trang hoàng không gian làm việc mà còn để tạo không khí Tết thịnh vượng và vui tươi. Cách trang trí văn phòng ngày Tết tiết kiệm chi phí nhất. Có thể sử dụng các set đồ Tết bằng mây tre đan truyền thống tại tre đá đặt hành bên dưới đây để trang trí Tết văn phòng một cách đẹp mắt nhưng vẫn tiết kiệm được chi phí.